Dạ vâng, em Thương xin chào tất cả quý cô chú anh chị khách hàng nhé. Em Thương lên sóng giao lưu với cô chú anh chị khách hàng nhà mình. 38 kg bìa cẩm này. Hàng nói chung là gần như là khô rồi. Vì rác thì nó vẫn còn là gọi là khi xẻ là vẫn còn tươi, nhưng mà giờ nó khô rồi. Không có mục mọt hết. Đấy, những cái bìa này nó cứ dày, nói chung là nó cũng đại khái em cứ tính là từ nửa phân đến một phân rưỡi, có cái 3-4 phân cũng có, bản thì từ 5 phân đến 10 phân, đấy, bản từ 5 phân 10 phân, dài thì nói chung là 55-60 đến 1 mét, đấy, trung bình là nó khoảng cỡ 70-60-80 chiều dài, rất là đẹp luôn. Rồi ok, em sẽ đếm cho các bác xem này, quên mất rồi. Đếm đi đếm lại. Các này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 9 này, 10, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20, 22 này, 24 này, 25 này, 26 này, 27, 28 này, 29 này, 30 này, khánh rất dày, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 thanh. 38 cân 50 thanh. Đấy, quý cô chú anh chị khách hàng nào vào việc liên hệ em Thương nhá. Giá rất là rẻ luôn. 0338 918 991 ạ.